Xin chào anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay thì vườn của mình sẽ quay lên bán một số cây bonsai cho anh em tham khảo nha. Bây giờ mình quay thẳng vô từng cây luôn, mình sẽ quánh số ở trên chậu ha. Cái chậu này là chậu số 1 nè anh em. Đây nhá, chậu số 1. Tư Long. Cái loại này là ghép giống Tư Long nha anh em. Rồi đây, cái mặt hoa hiện tại mà hoa nó có một số cái nở đây. Hoa Tư Long đây anh em. Đây, kích cỡ cái size của cái bông á thì nó gần 4 ngón tay của mình ha. Size của bông của nó là gần 4 ngón tay của mình. Bông nhiều lớp, mặt bông tươi. Đây anh em thấy hoa, có mặt hoa này ha. Mặt hoa rất đẹp. Cây dáng cây á là thuộc là đều cây hết nha anh em. Cái này là do bonsai nó thiếu nắng á, nó thiếu nước. Số khi nó ra lá non mình thiếu nước, mình tưới nước nó hơi thiếu cho nên nó cháy đầu lá chứ không phải bệnh gì hết. Đó. Cây nở bông rài. Một số ấy ha. Này nhánh là phục hết anh em. Đấy, nhánh là tay xuống là đầy đủ hết. Đó. Cái thoát thân của nó là từ ở trên ngọn bắt đầu thoát thân á, để mình quay cái thoát thân trước cho anh em ha. Thoát thân mà từ chậu lên tới cái mét ghép cuối cùng á anh em là 45 cm ha, thoát thân là 45 cm. Còn nguyên cả cái chiều cao của cái cây á mình đo luôn ha, từ chậu lên là 90 cm nha anh em. Đó, từ chậu lên là 90 cm. Cái khổ ngang, cái khổ ngang của cái cây này đó, khổ ngang của nó là 60 cm. Đó thì cái cây này anh em, chiều cao của nó là 90 cm nha, chưa tính cái chậu. Cái chậu 25 nữa thì tổng cả cái chiều cao của cây số 1 đó tới chậu luôn á là 1m1. Đây nha anh em, nguyên cả form cây thì tròn đều đẹp hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo vô tới cái gốc ha, hoành cũ chỗ này anh em. Nên mình để sẵn cái thước đây luôn. Đây là cái hoành chỗ cái cũ này. Đó, hoành cũ này là 20 28 29. Đó. Đây nha anh em, hoành cũ này là khoảng 29. Còn cái hoành của cái hoành của bộ rễ là 3 găng tay còn 60. Còn hoành cái cũ trên này á là 20 nè, cũ này 20 nè, khúc trên này 20 nè. Cái đường uống của cây á là cây nó là phôi của nó là phôi giáng long cho nên là cái độ lách lượng của nó anh em nhìn thấy đây. Đấy. Khá là đẹp ha. Anh quay xung quanh cái đây, đây bộ rễ ha. Cái này không sao nha anh em, cái này là bắt đầu nó đã ăn da ra, nó là đang kéo da nằn ra nè, nó kéo ra hết rồi nè, lành rồi. Cái vết lõm này là lành hết rồi ha. Không vấn đề gì. Đó, mình quay xung quanh cái bộ đế cho anh em xem đây. Đây bộ đế. Cổ gác của nó nè, cổ gác lên này, nãy chỗ này mình đo cái cổ này là nó là 29 nè. Cái này khoảng 21 22 nè. Cái còn cái hoành rễ của nó, nôm rễ của nó là 60. Chiều cao là 15. Đó, cái nôm rễ lên là chiều cao là khoảng 15 cm ha. Đây, đường cây nó bên trong nó lượng nè anh em. Cổ giáng long ha, cổ giáng long nhạt. Cái đường uống thì đa phần là đã tháo dây uống hết rồi, đường uống thì nó ok hết rồi. Cây thì búp ra anh em, để dạch cho anh em xem búp luôn ha. Đó, đây là búp kim anh em, đây búp kim nè, đây búp đọt đầy đủ. Đây. Còn một số cái nhánh nó ra mình chưa làm ha. Còn cái tay rớt của nó
tay rớt từ chi 1 xuống nè. Đấy, đường tay rớt từ chi 1 xuống. 4 là 40 cm. Khô rộng cũng 40 cm. Nguyên cả cái form này luôn ha. Đây là cây số 1 nha anh em. Rồi bây giờ mình qua cây số 2 cho anh em xem ha. Đây, cây số 2. Cây này thì cây cúc sáu hương. Đấy, cúc nói chung là cây này cái bông cũng bình thường. Cúc sáu hương thì mà bông anh em cũng biết rồi, nhưng mà được cái nó rất là thơm. Nguyên cả cái form cây anh em. Đây, đây nguyên cả form cây nha. Đây. Cái cây này thì được cái là bộ đế rất là đẹp anh em. Bộ đế rất đẹp luôn. Cái hoành đế này, cái hoành của bộ rễ này là 85. Cái này mình đo rồi là 85. Còn cái hoành cũ này thì nó cũng 30 hơn 30. Còn cổ này thì 20. Đó, lên này cổ gác. Cổ gác. Đó. Nhánh tay uống thì nó cũng đã phục hết rồi. Mấy cái nhánh này thì vài bữa mình làm lại ha. Đây, tay uống phục hết nha anh em. Búp thì khá nhiều. Búp khá nhiều, khá đẹp luôn. Từ đường uống thì rất là nhuyễn nè. Đường cong rất là nhuyễn, cây rất khỏe nha anh em. Đó, cây rất khỏe luôn. Mình sẽ đánh dấu cây này là cây số 2 đó, anh em biết đường chọn ha. Cây này là cây số 2 nha anh em. Đây, mình ghi cái này là cây số 2 nè. Đó, cây này là cây số 2 ha. Ở hàng bonsai thì không có cây nào giống cây nào hết anh em. Anh em xem kỹ ha. Mình sẽ đo lại cái chiều cao của cái này ha. Chiều cao của cái này á, là từ chậu lên đó là 76 bằng cho 75 cm. Độ phủ ngang của cái này là 60 anh em. À, chậu ly. Chậu ly ha. Đây mình sẽ quay một vòng cây số 2 cho anh em xem nha. Đây là bộ rễ nôm của nó. Đều hết. Khá là đẹp luôn anh em. Cái thoát thân này á là gần 20. Thoát thân mà từ cái chậu mà lên tới cái củ của nó là gần 20. Cái cục sáng củ của nó rất đẹp luôn. Còn đây là mắt ghép anh em. Mắt ghép thì khỏe, ăn nó đang ăn ra hết nè. Cây này thì nó có hai cái mắt ghép. Nữa mình lên mình uống thì nó 1 2 3 4 4 5 chi với một đọt. Và phía trên là cái trục trên đó là nó lên được 5 chi một đọt. Đó. Rồi cái tay rớt của nó. Tay rớt của nó là hai gang tay. Đây, tay rớt của nó hai gang tay. Mắt ghép thì còn rất là nhỏ luôn anh em. Đây cái mắt ghép nè, thấy không? Còn rất nhỏ luôn. Đó. Đây là cây số 2 nha anh em. Ở trên video này thì mình chỉ quay hai cây thôi. À, cây số 1 và cây số 2. Anh em chọn cây nào thì báo với mình ha, để mình báo giá. À, thì nói chung là sẽ có hỗ trợ tiền ship cho anh em nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em xem video.